Trong hai ngày 19 và 20 tháng 7, Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn phối hợp với các phường tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho đại diện các hộ gia đình trên địa bàn quận. Đợt này, quận Ngũ Hành Sơn có 7.296 người đại diện hộ gia đình được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, chiếm 30% tổng số hộ gia đình trên địa bàn quận. Đối tượng được xét nghiệm là cá nhân đại diện cho từng hộ gia đình chưa được xét nghiệm SARS-CoV-2, đáp ứng các tiêu chuẩn là chủ hộ hoặc đại diện hộ gia đình, người có nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 cao nhất trong hộ gia đình, người trên 18 tuổi, bảo đảm sức khỏe để lấy mẫu tại các điểm lấy mẫu xét nghiệm tập trung. Loại mẫu xét nghiệm là mẫu gộp 10. Qua xét nghiệm nhằm tiếp tục sàng lọc, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 trong cộng đồng để nhanh chóng triển khai quyết liệt các biện pháp kiểm soát, khoanh vùng, cách ly, dập dịch kịp thời.